Xin chào các bạn, xin giới thiệu bạn một dạng bao da kiểu ví đa năng với đến 4 ngăn ví để các bạn có thể đựng thẻ hay là đựng tiền dành cho Samsung Galaxy Note 9 đến từ Mercury. Ở đây một thương hiệu bao da đến từ Hàn Quốc dòng Blue Moon. Chiếc bao da này sẽ có khá là nhiều màu cho các bạn lựa chọn như màu nâu này, màu đen, màu xanh navy đậm và màu đỏ rượu vàng. Đây là 4 màu được mọi người ưa chuộng nhất tại Lê Sang dành cho Samsung Galaxy Note 9. Đây là một dòng bao da truyền thống của Mercury, một dòng bao da siêu bền và tất nhiên nó là một màu bao da đa năng khá là hữu ích. Các bạn thấy ở bên trong bảo vệ máy là một cái khung bằng nhựa mềm và bên ngoài là chất liệu da PU với đường da trông nó khá là vững chãi. Khung nhựa mềm nên các bạn có thể tháo lắp máy rất là dễ dàng mà không lo bị chảy xước, gây xước sát máy cũng như là cái khả năng chống sốc cũng như là chống va chạm nó sẽ tốt hơn so với những dòng tương tự bằng nhựa cứng. Và đây, bao da nó sẽ thiết kế hơi vuông vắn một chút. Chất da của Mercury thì rất là đẹp. Đây là những cái dòng da truyền thống của Mercury. Tất nhiên đây là da PU, tức là da nhân tạo. Những đường chỉ viền may xung quanh sẽ chống được cả hiện tượng bị bong viền như những mẫu bao da dán bằng keo bình thường. Chất da này cũng sẽ chống được bám vân tay, chống bám mồ hôi. Và đương nhiên, đây là một mẫu bao da siêu bền. Thiết kế dạng ví với cái quai cài nam châm sẽ giữ cho cái mặt bao da nó không bị bong ra khi bạn để trong túi, trong ví. Khả năng bảo vệ mọi góc, mọi cạnh kín mít. Các bạn thấy ở bên trái thì có đến 3 ngăn ví nhỏ. Với 3 ngăn ví bạn có thể đựng thẻ, và một ngăn ví lớn các bạn có thể đựng giấy tờ hay là thậm chí là đựng tiền mặt luôn. Đây là một tính năng hữu ích nâng cao, khả năng dựng máy nghiêng để các bạn xem video hay là lướt web nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều, không phải cầm máy trên tay nó rất là vướng víu. Mình sẽ mở cho các bạn xem thêm những phiên bản khác. Dòng bao da Mercury nói chung dành cho tất cả các dòng series ở Lê Sang đều hiện tại bán rất là tốt, bởi chất liệu da của nó đã được kiểm chứng qua thời gian và mức giá của nó cũng khá là mềm, khá là vừa phải, không bị quá đắt. Đây là một màu khá là sang, màu đỏ rượu vang. Ở đây nhà sản xuất còn làm một cái móc để các bạn có thể xỏ dây đeo vào đây. Đây là màu xanh biển đậm, cũng là một màu rất là bắt mắt. Và như vậy mình đã dựng xong bao da Mercury dành cho Note 9. Để đặt mua, các bạn vui lòng truy cập website leisang.vn hoặc gọi điện số hotline 024 66 708 708 để đặt hàng. Xin cảm ơn các bạn.